Yêu này, em yêu á? Con này yêu này. Ôi, nhìn cái tai này, nhìn cái tai này. Em ơi, ngồi xuống. Tai này. Tai, tai. Biết rồi. Ôi, thương em nhỉ. Hai cái tai em đâu mất rồi? Hả? Hả? Em bị mất tai rồi, hai cái tai. Tai em đâu mất rồi? Tai nhà mình đâu rồi? Yêu thế hả? Sao trời sinh em ra nó lại đáng yêu thế này? Hả? Quả tai lỗi nhưng mà nhìn yêu thế này. Hả? Yêu quá em ạ, à. Thương thế. Chào ơi, thích chưa? Nhà. Em ơi, cho thơm cái, thơm một cái thôi. Kiêu thế. Kiêu thế. Rồi. Em nhìn tao đừng thế nào? Hai tay của em đâu rồi? Không thấy mặt à? Em ngẩng mặt lên. Ôi, hai tay em đâu? À, hai tay em chưa nhỉ? Em chưa lớn. Yêu thế. Im con kia, mày im nè. Thề nhá, thích những con thế này, em tưởng thôi. Thích những con mà tai cụp thế này. Tai cụp như thế này thì được gọi là lỗi tai đấy, nhưng mà lỗi vẫn thích, lỗi vẫn yêu nhờ. Ôi, hai cái tai tròn mặt tròn xe. Em ơi, cho tao nhìn một cái. Em, ôi dồi, trinh thế. Tai em đâu, con kia nó ghen nhỉ, con kia nó ghen nhỉ, kia kìa. Đấy. Tính thế cơ mà nó có hai cái tai
xinh lắm. Bây giờ cụp tay xuống đi rồi tính tiếp. Cụp đi. Đố đấy, cụp đi, mày cụp tay xuống đi ta xem nào. Mày còn nhìn tao à, mày còn lườm tao à hả? Tao cứ thương nó đấy. Tao yêu nó rồi. Tao yêu nó rồi, tao không yêu mày nữa. Không thương mặt nữa. Kiểu nó cái đấy, cái giả đấy. Yêu bạn Sam rồi, yêu bạn Sam, thương bạn Sam nhá. Làm cái gì đấy? Làm cái gì đấy? Yêu bạn Sam, thương bạn Sam rồi. Không thương mặt nữa. Yêu bạn kia, nó nhìn con kia với cái ánh mắt gọi là ừ, cảm giác kiểu là nó muốn cắn xé con kia vậy. Đưa con kia đi lên trên kia đi tắm. Làm sao? Không thương mặt nữa. Thế mặt cụp đi, mày cụp tay xuống đi rồi ta thương, nhanh lên. Mày không thấy nó dễ thương à? Một cụm một xòe như này à, đây nhìn này, ô đấy, một cụm một xòe này đó. Mày cụm thì cụm hẳn nhá, còn mày dựng thì mày dựng hẳn đấy, cãi đấy. Bây giờ mày sướng chưa? Mày thấy không, người bình thường nhá là người ta hai tay đều dựng nhá, rất đẹp trai, rất phong độ. Còn khi mà người ta cụp cả hai tay là nhìn người ta đáng yêu, người ta cu te như thế. Còn mày nhìn lại mày đi, cái loại một cụm một dựng kia hả, cái loại một cụm một dựng hả, một cục một xòe hả. Ơi con kia đi rồi, mày xuống đây, đi xuống đây, xuống đây. Úi giời ơi, xuống đây. Đi đi lên trên kia rồi. Đấy như con kia đấy, lại như con kia đấy. Đấy xem nó. Xuống đây, nè, không lên nhá. Đấy. Không ai chịu nổi mà. Địch quá mà. Con này ghen lắm nhất rồi, con này ghen cực kỳ. Cứ khi nào thấy nó yêu con khác, thương con khác một cái là bắt đầu á, ông ấy á, ông ấy rô dại lên. Xấu tính lắm. Ôi dồi ôi, nhìn nó đều chưa, nhìn mặt nó đều chưa à, mặt nó có khác gì con gấu bông không? Nhìn mặt nó khác gì con gấu bông không? Yêu quá em ạ. Ôi trời ơi, thương lắm em ạ. Đợi một tí xong rồi mình đi cắt lông nhá. Thương ghê à, con trời có cái tâm sao nó này, nhìn mặt nó này à. Tham ơi, em mày tên gì? Em tên gì thế?